Hello anh em, đây là Đảo Kinh Dị. Vậy tiếp tục cùng mình đến với series Tấm Vải Đỏ nhá. Xem nào, kết thúc phần trước thì chúng ta đang được hồn ma của ông nội Kha Lương đưa một giấc mộng cho nhân vật chính chúng ta xem chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ. Vậy thì tiếp theo gì? Hãy cùng Đảo Kinh Dị đến với Tấm Vải Đỏ phần 11. Trong gương thì dần hiện lên con đường Giang Ngạn trong tiết tháng 3. Mưa bụi răng mắc không gian, một gia đình giàu có vừa khóc lóc thảm thiết vừa bê ra một cỗ quan tài. Tiền giấy bay đầy trời càng làm tăng thêm vẻ thê lương cảnh sắc ảm đạm. Người qua đường liếc nhìn rồi bình luận: người con gái đó đúng là mệnh khổ mà, mới 28 tuổi đầu mà đã chết yểu, nghe nói là do mắc bệnh hiểm nghèo mà chết. Nhưng một người chưa từng bước chân ra cửa, vì sao lại chết vì bạo bệnh kia chứ? Một người thấy vậy thì mới nói: nghe nói là cô ta bị ma nam bám giết nên mới chết. Tuy người đó nói rất là nhỏ, song vẫn bị ba người ngồi uống nước bên đường nghe được. Ba người bọn họ thì ăn mặc như nông dân, một ông già chắc là bố của hai người còn lại và một nam một nữ. Người con trai thì trông rất là đàn ông, lông mày rậm, mắt to, còn cô gái thì khỏi phải nói, xinh đẹp tuyệt trần. Vẻ đẹp của cô khiến biết bao người trên đường cứ trố mắt ra mà nhìn. Người con gái ngượng ngùng mặt đỏ bừng lên, e lệ tựa như một bông hoa đào còn thấm đẫm sương đêm. Người con trai có vẻ khó chịu, anh nói nhỏ với cô: sư muội à, không phải tức giận làm gì, Huỳnh sẽ đánh bọn chúng. Ông cụ mới can thiệp: đạo nhi, ta đã nhắc con không được gây sự rồi phải không nào? Nhưng bọn chúng lại cứ nhìn sư muội. Hiểu Nguyệt thì vốn là xinh đẹp, đương nhiên làm cho người ta phải chú ý. Chẳng lẽ con muốn móc hết mắt của bọn họ ra mới được à? Người con trai bị mắng xong, tức tối quét ánh mắt thù hằn vào bọn người háo sắc kia, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Ông cụ lại tiếp tục quan sát hướng đi của chiếc quan tài đằng xa. Đột nhiên, ông cụ bỏ bát xuống rồi chạy. Hai người liền đuổi theo sau. Trong lúc hoảng loạn, người con gái vẫn không quên trả tiền cho người bán nước đâu. Ông già lướt về phía trước, nhanh như một luồng gió. Hai người cố gắng bám theo sau. Sau cùng họ dừng lại trước một chiếc cổng lớn màu đỏ. Trên cổng thì đề chữ Thính Viên. Nơi đó vốn là một nhà hát cũ, nơi người ta thường biểu diễn kinh kịch. Thời kỳ dân quốc tuy chính trị loạn lạc, song loạn thì loạn mà chơi thì vẫn cứ là chơi. Số lượng người nghe hát và đi hát rất là đông. Và giống như một quy luật, thời thế càng loạn người ta lại càng ham vui hơn nữa. Bởi không ai biết được ngày mai sẽ thế nào. Do vậy mà nhà hát này kinh doanh rất là tốt. Ông cụ cười mỉm rồi nói: chính là nơi này. Đạo nhi thấy vậy mới lên tiếng: sư phụ à, là chỗ này hay sao? Đúng vậy, sư phụ vừa thấy hồn người con gái ấy bay vào đây. Do vậy thầy cứ đuổi theo sau. Chính mắt thầy thấy cô ta bay vào. Xem ra lại là một cô gái si tình, đã làm ma rồi vẫn không quên tìm gặp người tình. Vào thời đó thì hầu hết người con gái nào cũng có một người tình trong mộng, là những kép hát nổi tiếng. Họ trở thành những kẻ mộng du, lúc nào cũng như mê như say vậy. Vì vậy khi chết đi, họ đều mong muốn thực hiện tâm nguyện cuối cùng của mình là gặp được tình lang. Ông cụ liền rút bột giấy ra dán xung quanh rồi cười to: rốt cuộc là ta đã giam được cô ta ở đây rồi. Sư phụ, tại sao chúng ta lại bắt con ma nữ ấy? Cô ta có hại ai đâu? Cô gái không nén nổi nữa bèn lên tiếng: ha, Hiểu Nguyệt à, con ngây thơ quá. Đối tượng pháp sư chúng ta cần bắt không phải là cô ta, bởi cô ta chỉ đến đây để thỏa mãn tâm nguyện của mình mà thôi. Hơn nữa cô ta còn phải xuống suối vàng để tiếp tục đầu thai nữa chứ. Chúng ta và cô ấy không liên quan tới nhau, ai đi đường đấy mà thôi. Ta cần bắt là cần bắt con ma đã làm cho cô ấy chết cơ. Thế cô gái ấy đã bị ma hại chết ư? Nếu mà thầy không tính nhầm thì cô gái đó không phải chết vì bạo bệnh, mà là bị ma bám giết khi tới đây nghe hát. Sau đó thì chết do cạn nguyên khí. Con ma làm đó lại trốn trong nhà hát này. Được rồi Hiểu Nguyệt, giờ con đã 17 tuổi rồi, đã đến lúc phải hành sự một mình. Sư huynh của con đã làm việc độc lập từ rất là lâu. Nếu cứ không chịu bắt ma một mình thì nhà họ Kha không thể giữ con lâu nữa. Con nên tìm lấy một tấm chồng tử tế, không nên tiếp tục theo cái nghề pháp sư này nữa. Người con trai thì dường như không còn kiên nhẫn lâu được nữa, anh hét toáng lên: cha, sao cha lại bắt Hiểu Nguyệt lấy chồng nữa chứ? Ông cụ mới lườm anh ta một cái, ông thầm mắng đứa con trai khờ dại của mình: đồ ngốc, ta làm thế cũng là tốt cho con mà thôi. Người con gái này thì lúc nhỏ đã bị bỏ rơi trước nhà họ Kha. Thấy đứa trẻ đáng thương, hơn nữa trong mặt mũi cũng sáng sủa, ông liền quyết định nuôi dưỡng nó. Ông còn dạy cho nó kỹ năng bắt ma. Nhưng cô gái này bản tính lại nhút nhát, còn rất là sợ ma. Tuy học nghề đã lâu, nhưng chưa giờ cô tự mình bắt được một con ma nào hết. Ông nhận thấy con trai mình có cảm tình với cô gái này, nên quyết định chọn chiều này để ép cô ấy bỏ nghề, rồi lấy con trai ông. Sao ông lại không dám nói thẳng ra, bởi cô gái rất là bướng bỉnh. Nếu nói thẳng là cô không có năng lực bắt ma, cô gái sẽ tức giận, rồi gây họa mất. Do vậy thì ông chọn cách này, ép cô thấy khó mà tự rút lui. Đúng như là sự suy đoán, nghe xong lời sư phụ, cô sợ hãi tái mét cả mặt.
Kiếm báu trong tay cô rung lên. Bình thường thì cô còn rất sợ bóng tối. Tuy nhiên đã cùng sư phụ bắt được rất nhiều ma, song cô thuộc loại người càng bắt được nhiều ma thì lại càng thêm sợ ma. Thế nhưng cô vẫn nhận lấy bùa của sư phụ, rồi lặng lẽ quay đầu nhìn vào nhà hát tối tăm kia. Màn đêm buông xuống, cô nghe thấy hai cha con họ cãi nhau ngoài sân. Sư huynh nhất định không cho cô đi một mình và anh ta đang cãi lý với cha của mình. Tuy là sư muội học nghề đã nhiều năm, nhưng thực ra muội ấy chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế. Chuyến này bắt muội ấy đi một mình, e rằng là lành ít dữ nhiều. Còn thì biết cái gì cơ chứ? Đến loại ma đào hoa này còn không bắt được thì gọi gì là pháp sư thứ thiệt nữa. Thả sớm lấy chồng thì xong chuyện. Hiểu Nguyệt nhẹ cắn môi. Cái thinh kỳ bướng bỉnh không chịu thua, cô trỗi dậy. Cô lén cầm vào bảo kiếm và bùa pháp rồi nhảy qua cửa sổ đi vào nhà hát. Trí nhớ của cô thì rất là tốt. Các khẩu quyết mà sư phụ đã dạy cô thuộc lào lào. Vừa đi cô vừa niệm chú. Lúc này thì người đến xem hát đã về hết, chỉ còn sân khấu trống trơn. Người cô nhẹ như là chim yến, chỉ cần lắc mình một cái là đã vào được trong vườn. Vừa tới nơi, cô thấy có một cô gái đang ngồi trong góc vườn. Cô ta đang đờ đẫn nhìn lên sân khấu. Hiểu Nguyệt mới thầm nghĩ, nếu vì chuyện bắt ma mà vô tình làm cô ta bị thương thì sẽ phải làm sao đây? Thế là cô nhẹ nhàng đi về phía cô gái kia rồi nói, cô à, kịch đã hết mất rồi, sao cô vẫn còn ngồi đây? Tôi còn chờ Giang Lang lên sân khấu. Giang Lang là ai vậy? Là Giang Ngạn Hoa, một kép hát nổi tiếng. Anh ấy hát vở Nhị Lang Cứu Mẹ cực kỳ là hay. Cô chưa nghe anh ấy hát bao giờ à? Cô gái mê hát kia liền ngâm nga mấy câu. Hiểu Nguyệt thì đứng bên cạnh lo lắng, chỉ sợ tiếng hát của cô ta sẽ làm kinh động đến con ma đào hoa kia. Nó mà tới bất ngờ thì cô cũng khó xoay sở. Cô kia hát mãi rồi đột nhiên nghĩ ra điều gì, cô liền đứng dậy hỏi, cô cũng thích Giang Lang có phải không? Đâu có, tôi chưa từng nghe anh ấy hát bao giờ. Anh ấy thì hát rất là hay, cô mà xem thì sẽ mê thôi. Không được, không thể để cho cô xem được. Chỉ bằng tôi móc mắt cô để cô vĩnh viễn không thể thấy được Giang Lang của tôi. Cô gái kia liền quay đầu lại. Trong ánh trăng bợt bạt, Hiểu Nguyệt nhìn rõ khuôn mặt cô ta. Thấy rất là quen nhưng không biết đã gặp ở đâu rồi. Hiểu Nguyệt thì bỗng nhớ ra cô ta chính là người trong bức di ảnh mà sáng nay cô đã nhìn thấy khi đang uống nước đậu. Cô lùi lại thì bị vướng vào cái ghế liền ngã lăn ra đất. Ngẩng đầu lên nhìn trên bức màn đỏ sân khấu, cô thấy rất nhiều cô gái khác đang treo mình trên đó. Cô nào cô nấy cũng trợn mắt nhìn mình. Hiểu Nguyệt thì sợ hết hồn, cô biết chỗ này có ma nhưng không ngờ lại nhiều đến như vậy. Cô vừa lùi vừa cố nhớ khẩu quyết đã được sư phụ truyền dạy. Con ma nữ kia dường như coi cô là tình địch của mình, kiên quyết đòi móc mắt của cô. Tội nghiệp cho cô vừa lùi vừa khua bảo kiếm rồi nhắm tịt mắt lại. Một cánh tay ôm chặt lấy cô, một mùi thơm dễ chịu lan tỏa. Cô từ từ mở mắt, hóa ra là mình vẫn chưa bị mù. Cô nhìn lên chân thì không thấy lũ ma nữ đi giày theo hoa đâu nữa. Một anh chàng thần tú đang cười, đôi mắt dài nhìn soi mói vào ngực của cô. Cô hét toáng lên, rồi đẩy anh chàng háo sắc một cái làm anh ta ngã lăn xuống đất. Cô cảm thấy mình hơi quá tay với ân nhân cứu mạng, do vậy thì cô mới lý nhí nói, cảm ơn anh. Cô không dám đỡ anh ta dậy, mặc dù biết anh ta ngã rất là đau, anh ta cứ rên ừ vậy. Cô thì cảm thấy hối hận vô cùng, liền ôm lấy anh ta để xem tình hình vết thương của anh ta như thế nào. Nào ngờ anh chàng láo cá kia hết rên rỉ ngay, liền úp mặt vào ngực cô gái như một đứa trẻ. Hít một hơi dài, anh chàng mới thổ lộ, người em thì có mùi hương hoa đào, chắc em còn là trinh nữ. Cô vội buông tay, giận dữ nhìn hắn. Hắn ngồi trên đất trông thật là đa tình. Cô cảm thấy người hắn lạnh toát. Hắn cười nhạt rồi châm chọc, con gái con nứa mà nửa đêm canh ba mò vào nhà hát này làm gì vậy? Thế anh là người trông coi nơi này có phải không? Thôi, tôi không nói với anh đâu, bởi sợ rằng nói ra lại làm anh sợ vãi cả ra quần mất. Ngày mai tôi lại tới. Việc gì mà thể dọa được anh vậy? Hiểu Nguyệt mới nghĩ một chốc rồi quyết định sẽ nói cho anh ta hay, bởi cô thấy anh chàng này cũng dễ dãi. Cô sợ rằng nếu mình không nói cho anh ta hay thì rất có khả năng anh ta sẽ bị bọn ma nữ kia bức hại mất. Anh không nên làm ở đây, chỗ này bị ma ám đấy. Nói xong thì cô rùng mình vì sợ. Người đàn ông chẳng tỏ vẻ sợ sệt gì, anh ta còn hỏi vặn lại cô, thế sao em lại không sợ, em tới đây làm gì thế? Em ơi à, em tới đây để bắt ma. Sư phụ nói nếu em bắt được con ma hoành hành ở đây thì em sẽ chính thức được làm pháp sư. Anh chàng cười to tỏ vẻ không tin. Em mà đòi bắt ma sao? Trong bộ dạng em lúc nãy liệu có bắt được con ma nào hay không? Hiểu Nguyệt cay mũi, chạy nhanh ra ngoài. Cô hạ quyết tâm sẽ làm mọi cách để bắt được con ma ở nhà hát này, để anh chàng này thấy được bản lĩnh cô cao cường đến mức nào. Cô thì cũng muốn chứng tỏ cho sư phụ ở sư huynh
thấy mình đã thực sự trưởng thành, không còn là đứa trẻ con nữa. Khi mà một cô gái vội vàng muốn chứng minh bản thân với một ai thì rõ ràng cô ta đã có cảm tình với người đó mất rồi. Về tới nhà, cô lầm nhầm khẩu quyết siêu độ cho bầy ma nữ đáng thương kia, mặc dù họ rất là hung hãn. Siêu độ xong thì tốt rồi, bởi họ cũng đã hại ai đâu. Không nên đuổi đánh họ tới địa ngục để mãi mãi không được đầu thai. Ngày hôm sau thì Hiểu Nguyệt ngủ rất là sớm, cô chờ sư phụ sư huynh vừa ngủ là vội nhảy ra ngoài. Vào tới nhà hát, cô hít dài một hơi, tay cầm chắc bảo kiếm rồi xông vào trong. Không biết là lũ ma nữ đã đi đâu hết, chỉ còn trơ lại sân khấu trống trải. Cô vừa đi vừa nhắc mình là không được sợ. Cầm chắc bảo kiếm ở trong tay, chốc chốc cô lại nhìn lên trên xem những đôi giày theo hoa có đôi nào hay không. Hôm nay nhà hát lại không có vẻ âm u như hôm trước, trăng sáng hơn và dọi ánh bạc xuống hồ nước rất là đẹp, nơi mà những người giàu có nghe hát xong sẽ đến chơi. Nhìn từ cửa sổ của nhà hát, cô thấy những búp sen hé nở trong ánh trăng trên mặt hồ, thật là làm cho người ta xao xuyến rung động. Tuy là Hiểu Nguyệt theo học nghề pháp sư, nhưng cô lại một cô gái rất là ngây thơ lãng mạn. Nhìn cảnh đẹp mê hồn đó, cô như quên đi thực tại, hoa hồn mình vào những đợt sóng nhấp nhô ánh bạc ở trên hồ. Một giọng nói nhỏ nhẹ phảng phất bên tai khiến nửa người cô như tê dại. Pháp sư lại đến mắt ma đấy à? Quay đầu lại thấy người con trai đã cứu mình tối qua đang nhoẻn cười, cô nóng bừng mặt. Cả đời cô thì chưa khi nào đứng gần đàn ông như thế. Rõ ràng là anh chàng đó tới trêu ghẹo cô. Cô hơi ngượng một chút nhưng vẫn cố trả lời mạch lạc. Lũ quỷ tối qua đều bị tôi dọa cho chạy mất dép mất rồi. Có đúng thế hay không? Em cũng lợi hại thật đấy. Điều đó thì có liên quan gì tới anh cơ chứ? Đương nhiên là không liên quan rồi, nhưng bản chất là anh là nhút nhát, biết rằng hôm nay thế nào em cũng tới. Tuy rằng rất sợ nhưng anh sẽ trốn sau em nhé. Nếu thực sự có ma có quỷ như em nói thì mình em đối phó với chúng thôi. Sư phụ tôi thì có nói rằng chúng tôi bắt ma để bảo vệ những người đang sống, do vậy tôi sẽ bảo vệ anh. Và tại sao anh lại cứ để tay vào eo tôi thế nhỉ? Thực ra thì anh chỉ muốn biết số đo vòng 2 của em thế nào để còn giúp em may một bộ trang phục biểu diễn. Chúng mình lên sân khấu đi, anh chàng nhũn nhặn nói. Công việc của tôi thì là bắt ma chứ không phải là ca hát, tôi cần cái thứ phục trang để làm gì cơ chứ? Dù gì thì em cũng đã tới đây rồi, cũng phải chờ ma đến. Vậy tranh thủ lúc này ta cũng vừa hát vừa chờ, cũng là một cách để giết thời gian. Sư phụ em dặn khi không có ma thì không được phép hát hò à? Điều này thì... Được rồi, đi theo anh. Bây giờ thì chúng mình sẽ lên sân khấu hát, chỗ nào em không biết thì anh sẽ dạy cho. Nụ cười của anh chàng này cứ như có ma lực vậy, cô ngoan ngoãn đi theo anh ta lên sân khấu. Đứng giữa sân khấu thì anh ta là mặt ma dọa cô rồi chạy tọt vào cánh gà. Trước đây Hiểu Nguyệt đã từng ngồi dưới khán giả xem hát, thỉnh thoảng cô ngân nga mấy câu nhưng chưa giờ cô dám tưởng tượng mình lại thể đứng giữa sân khấu cả. Bên dưới khán đài vắng tanh khiến cô phấp phỏng lo âu. Chẳng mấy chốc thì anh chàng kia đã chui ra khỏi cánh gà, anh ta đã thay trang phục biểu diễn, hóa trang xong xuôi. Trông anh chàng lúc này thật là quyến rũ. Cô quay mặt đi, ra hiệu mình không muốn hát. Nhưng anh chàng kia bắt đầu cất tiếng hát. Tiếng hát của anh làm cho cô phải sững sờ. Chưa bao giờ cô được nghe ai hát hay và thê lương đến như vậy. Anh ta hát một đoạn hoàn hồn trong vở Mẫu Đơn Tình. Người con gái trong vở kịch sống lại rồi kết thành phu phụ với chàng công tử nọ. Anh ta hát vài nữ nhưng còn hay hơn Đào hát rất là nhiều. Nhìn vào mắt của anh ta, cô đọc được nỗi vui mừng sau khi sống lại của nhân vật nữ vì tình yêu mãnh liệt của cô đối với anh chàng công tử. Niềm vui và tình yêu đó làm cho con người ta phải say mê. Hiểu Nguyệt đứng ở trên sân khấu, cảm thấy như thời gian đang quay ngược trở lại, dường như cô đang sống ở một thời xa xôi nào đó. Còn anh ta, cho dù hát ở vai nam hay vai nữ cũng đều hay. Hát xong câu cuối trong đọc kịch, hai người nhìn nhau đắm đuối, không nói nên lời nào. Rất lâu sau thì Hiểu Nguyệt mới thốt lên: anh hát hay thật, nếu được lên sân khấu, chắc anh sẽ một kép hát có tiếng. Người đó cười rồi nhìn cô như muốn nói: anh chính là một kép hát nổi tiếng đấy chứ, có điều em không biết mà thôi. Hai người cứ tán gẫu ở bên mép sân khấu, chờ mãi nhưng không thấy bóng dáng con ma nữ nào. Cô quyết định đi về. Người con trai tiễn cô ra tới cổng, cô cứ luôn miệng nhắc anh phải thật cẩn thận. Anh tên là gì vậy? Giang Ngạn Hoa. Thế còn em? Hiểu Nguyệt. Em là Liễu Hiểu Nguyệt. Hai người thì chia tay ở trong ánh trăng. Đã vào tới hẻm nhỏ, cô vẫn còn nghe thấy tiếng hát của anh. Cô mỉm cười bước ở phía trước. Ánh trăng đẹp quá, làm cô phải xao xuyến. Một cơn gió nhẹ mơn man khuôn mặt cô gái. Đột nhiên thì cô nghe thấy tiếng mèo kêu thảm thiết. Một bầy chó đang vây quanh một con mèo đen. Nó chỉ còn biết sợ hãi kêu cứu. Hiểu Nguyệt thì vốn rất sợ chó, định bỏ đi rồi. Nhưng nhìn thấy mắt con mèo long lanh ngần lệ, cô thương quá. Cô liền xông lên phía trước để cứu nó.
bầy chó hung dữ nhảy chồm xông tới, Hiểu Nguyệt liền ôm lấy con mèo đen, lăn tròn trên đất mấy vòng, làm thủng một lỗ to quần áo. Thật là nguy hiểm biết bao. Cô dùng khinh công phóng lên tường, con mèo run bắn lên trong lòng cô gái. Bầy chó dưới đất thì tức tối nhìn cô, dường như chúng đang trách kẻ làm chuyện. Cô và con mèo cứ đứng trên tường thì gan với bầy chó một hồi lâu. Lũ chó thì cuối cùng cũng không kiên nhẫn được nữa, chúng bỏ đi. Cô nhẹ nhàng đặt con mèo xuống bờ tường. Có vẻ nó cũng biết được cô đã cứu sống nên thè lưỡi ra liếm vào tay cô để cảm ơn. Nó nhanh chóng biến mất vào bóng đêm, nhưng chốc chốc lại ngoảnh đầu nhìn cô gái. Hiểu Nguyệt vui mừng trở về nhà, ngủ một giấc ngon lành. Tuy cô dậy rất là sớm, nhưng sư phụ thì đã đi đâu mất. Cô cùng sư huynh Kha Đạo đi lượn phố để mua một chút đồ lễ về siêu độ cho đám ma nữ kia. Sư huynh đối với cô thì rất là tốt, cô nói gì anh cũng nghe theo. Hai người mải miết đi rất là xa. Cuối cùng thì mệt quá, họ nghỉ chân tại một quán trà. Cô nghe thấy ông già xách đồng chim ở bàn bên cạnh than vãn. Kẹp hát bây giờ chẳng còn được như xưa, sánh sao nổi với Giang Ngạn Hoa cơ chứ. Đúng vậy, Giang Ngạn Hoa là một kẹp hát thứ thiệt. Giọng hát cũng như cách nhả từ của anh ta đúng là độc nhất vô nhị. Chỉ cần nghe anh ta hát một lần, rất nhiều cô gái sẵn sàng chết vì anh ta. Giang Ngạn Hoa là ai vậy? Một người còn trẻ hỏi họ. Ông cụ thấy có người quan tâm đến chuyện của mình, liền hăng hái trả lời. Nói đến cái tên Giang Ngạn Hoa, lớp người thời chúng tôi không ai là không biết. Lúc đó thì anh ta là kép hát số 1. Thời đó mỗi lần nghe tới anh ta hát, người ta phải xếp hàng dài mấy dặm ấy chứ. Đến màn quay nhà hát cũng bị rách lỗ chỗ, do người ta chèn lẫn nhau để được ngồi nghe nhân vật này hát. Sao lớp trẻ chúng cháu lại không biết tới kép hát này nhỉ? Ôi giời, nói ra thì kép hát này đúng là số khổ. Một phần cũng tại anh ta quá tài nên bị nhiều người ghen ghét. Trong một lần biểu diễn, bọn họ đã cháo đao giả thành đao thật. Khổ thân anh ta, lần diễn đó máu me tóe ra khắp sân khấu. Nghe nói lúc đó số lượng cô gái mộ anh ta tự tử theo nhớn mức bằng cả số người trong cái nhà hát. Ông lại nói phét, làm gì có kép hát là như vậy? Chàng trai trẻ à, cháu không sống cùng thời bọn ông nên không biết đến Giang Ngạn Hoa cũng phải. Anh ta thì có thể sắm cả vai nam lẫn vai nữ. Nếu đóng vai nam, anh ta hát rất là hùng dũng, có uy. Còn đóng vai nữ thì lại si tình nhỏ nhẹ. Đúng là sinh ra chỉ để làm kép hát. Thật đáng tiếc, đáng tiếc. Lại có người nói rằng phu nhân nhà họ Lôi thấy anh ta năng nặc đòi bỏ trốn cùng nên mới gây ra cái họa sát thân đó. Những người ở bàn đó cứ tiếp tục bàn luận về Giang Ngạn Hoa. Hiểu Nguyệt nghe xong lạnh toát cả chân tay rồi lảo đảo ngã xuống bất tỉnh. Lúc cô tỉnh lại thì trời đã tối, sư phụ và sư huynh đang lo lắng nhìn cô gái. Sư muội, muội yếu lắm rồi, hôm nay ra phố đi hơi nhanh một chút mà đã bị say nắng rồi hôn mê, muội phải nghỉ ngơi nhiều hơn đấy. Hiểu Nguyệt à, con cứ nghỉ ngơi cho khỏe, không cần phải lo việc nhà đâu. Thôi con ngủ đi, bọn ta ra ngoài. Nhìn thấy Hiểu Nguyệt đã tỉnh lại, hai người đàn ông mới yên tâm ra ngoài. Cô thẫn thờ nhìn về phía xa, lòng căm hận nghĩ tới tay Giang Ngạn Hoa kia. Hóa ra hắn chính là con ma mà mình phải bắt. Cô lại quyết tới nhà hát đó lần nữa. Tới nơi thì cô lưỡng lự hồi lâu, không mở cửa để đi vào. Lòng cô thì cứ rối bời, nửa muốn gặp Giang Ngạn Hoa, nửa lại thôi. Cô phân vân, cũng có thể người đó chỉ muốn dọa cô nên mới giả danh mình là Giang Ngạn Hoa vẫn chưa chết thật. Tóm lại, cô viện ra đủ lý do để phủ nhận người đó là con ma mà chính mình phải bắt. Cuối cùng cô cũng lấy hết dũng khí đẩy cửa bước vào. Bên trong vắng lặng như tờ. Giữa nhà hát là một người ngồi trên ghế tựa. Ánh trăng rọi qua cửa sổ chiếu vào người đó, một người không hề có bóng. Cô sửng sốt nhận ra đó chính là anh chàng mà cô đã gặp. Cô muốn quay đầu chạy trốn nhưng lại cố gắng cầm kiếm tiến về phía trước. Tay cô gái run lẩy bẩy. Cô cũng không rõ lúc này cô đang giận, oán trách, đau khổ hay là sợ hãi nữa. Bắt được con ma này, cô sẽ trở thành một pháp sư thực sự và sẽ cứu được rất nhiều người. Sẽ không còn cảnh những cô gái mù quáng chết ở đây nữa. Hơn nữa là đám ma nữ cũng sẽ không lưu luyến chỗ này để còn đi đầu thai kiếp khác. Cô nhích từng bước tới gần Giang Ngạn Hoa. Mũi kiếm của cô đã chạm vào người anh ta. Nhưng cho dù cố hết sức, cô cũng không đâm mạnh được. Lưng của người đó cứ mờ đi và cô uất ức trào nước mắt. Người đó thì cũng không cần quay đầu lại hỏi. Sao em khóc? Sao không đâm anh một nhát cho xong? Chẳng lẽ em sợ rồi à? Anh chính là Giang Ngạn Hoa hay sao? Đúng vậy. Anh quay lại nhìn sâu mắt cô gái. Tôi đến đây để bắt anh. Anh biết rồi, ngày đầu tiên đến đây em đã nói như vậy. Nhưng tại sao anh lại không giết tôi, lại còn cứu sống tôi nữa chứ? Nếu hôm đó mà anh cứ để mặc cho bọn ma nữ giết, thì hôm nay cô đã không phải đối mặt với tình huống đầy phức tạp này. Giang Ngạn Hoa bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn cảnh đẹp ngoài khung cửa sổ, rồi nói nhỏ. Em đã giờ nếm mùi cô đơn hay chưa? Một người cứ phải ở mãi một chỗ, 1 năm, 100 năm, 1000 năm. Một phong cảnh đẹp như thế này nhưng lại chẳng có ai ngắm cùng.
một bài hát hay, một giai điệu đẹp không có ai nghe cùng. Em có cảm thấy cô đơn hay không? Hiểu Nguyệt thì lặng im không nói gì nữa. Từ trước đến giờ, cô chưa giờ phải ở một mình. Bởi nếu không có sư phụ thì đã có sư huynh ở bên bầu bạn rồi. Em chưa giờ cô đơn đúng không? Em không thể biết được cảm giác đau lòng khi mình anh đứng trước một sân khấu dài đầy người, hát những khúc ca hay nhất, xong chẳng có ai vỗ tay hoan hô, bởi họ có nhìn thấy mình đâu chứ. Chính vì thế anh đã giết những cô gái kia để họ tới xem anh biểu diễn ư? Anh đâu có giết họ, họ nghe anh hát xong thì nguyện chết đấy chứ. Anh có giết họ đâu. Giang Ngạn Hòa giận dữ trả lời. Thế nhưng những người đó vì anh mà chết, bởi anh đã hiện hình hại họ tới nông nỗi này. Thế thì làm sao? Chính em cũng muốn thu phục anh, muốn giết anh, muốn đẩy anh xuống 18 tầng địa ngục cơ mà. Giang Ngạn Hòa càng lúc càng lạnh lùng, anh bắt đầu gằn giọng với cô gái. Tôi... Hiểu Nguyệt bị hỏi dồn dập, cô không trả lời, chỉ lùi về phía sau. Em thì sao? Đến kỹ năng sơ đẳng thì giết một con ma tầm thường em còn không nắm được. Sao em lại có thể bắt anh được chứ? Đến cả sư phụ em cũng chưa phải là đối thủ của anh. Năm xưa thì ông ta có đến bắt anh, may như anh nhận tình trước kia có quen biết với nhà họ Kha, nếu không anh đã sớm tiêu diệt ông ta rồi. Anh nói lung tung thì vậy, không con ma nào lại không bị thu phục dưới tay của sư phụ tôi. Anh đang run sợ có phải không? Một ánh sáng lóe lên, bỗng chốc bảo kiếm trong tay cô đã nằm trong tay Giang Ngạn Hoa. Đến giờ em đã biết anh không nói khoác phải không nào? Em còn chẳng đấu nổi một chiêu với anh thì làm sao mà giết được anh? Tôi quyết không để cho anh tiếp tục hại người nữa. Hiểu Nguyệt nghiến chặt rằng cổ cường quyết. Đột nhiên thì anh ta biến đi, gấp tường tự nhiên xuất hiện vô số những cánh tay thò ra. Những cánh tay đó tóm chặt lấy tay cô rồi kéo cô về hai phía. Cô cảm thấy đau nhói, tưởng mình đã bị xé làm hai mảnh vậy. Gã Giang Ngạn Hoa lại dựa cửa sổ nhìn cô cười nhạt. Em hãy cầu cứu đi, anh sẽ bảo bọn chúng tha cho em. Cô nhìn sâu vào đôi mắt lạnh lùng của anh ta rồi vẫn cố dãy đạp. Càng dãy đạp, cô lại càng đau đớn. Đột nhiên mặt mũi tối sầm lại, cô bất tỉnh. Tỉnh lại thì cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Mở mắt ra nhìn, cô thấy mình đang nằm trong vòng tay của Giang Ngạn Hoa dưới ánh trăng. Em thà chết chứ không cầu xin anh cứu em sao? Anh ta chua xót nói. Hiểu Nguyệt lạnh lùng quay mặt đi. Anh muốn giết cứ giết, không cần phải lắm lời. Tuy tôi không phải là đối thủ của anh, nhưng nếu tôi chết ở đây, sư huynh tôi chắc chắn sẽ tới báo thù cho tôi. Sư huynh, người tình trong mộng của em à? Giọng Giang Ngạn Hòa lạnh lùng trở lại. Điều đó không liên quan tới anh. Nói tóm lại, sư huynh của tôi tốt hơn anh hàng trăm, hàng vạn lần. Tuy anh ấy không biết hát kinh kịch, nhưng anh ấy đang sống sờ sờ, chứ không giống như anh. Hiểu Nguyệt thấy vai mình nhói đau, Giang Ngạn Hòa dùng hai bàn tay cứng như sắt bóp mạnh vào vai cô. Dường như anh muốn bóp vụn cô ra vậy. Cô thầm nghĩ là chắc anh ta tức thật rồi. Vội vàng đẩy anh ta ra, rồi vung kiếm đâm vào ngực anh ta. Hiểu Nguyệt kinh hãi tái cả mặt. Cô trừng mắt nhìn vào tay mình và vết thương trên người anh ta. Thực ra cô không cố ý, bởi cô quên mất tay mình đang cầm kiếm. Giang Ngạn Hoa thì cúi đầu nhìn vết thương của mình, dường như anh không tin vào mắt mình nữa. Em thực sự muốn giết anh sao? Anh ta chau mày khó hiểu. Không phải vậy đâu, chỉ là em giết... Hiểu Nguyệt lắp bắp. Giang Ngạn Hoa khua tay, một trận gió to nổi lên, thanh bảo kiếm từ từ chảy ra trên người anh ta. Trông anh ta lúc này thật là đáng sợ. Anh vòng tay ôm lấy người cô gái đang cứng đờ vì sợ, hung dữ há miệng định ngoạm một miếng vào bên phải của cổ. Dưới ánh trăng thì cổ cô trắng hồng mịn màng, cô chống cự một cách yếu ớt, mái tóc tung bay quật cả mặt anh ta. Anh ta bỏ ý định cắn cô. Hai người cứ ôm nhau hồi lâu sân khấu, trông hành động đó vừa thân mật lại vừa đáng sợ. Cuối cùng anh đẩy cô ra rồi nói. Em đi đi, đừng bao giờ đến đây nữa, bởi em không thể giết anh được, còn anh cũng không thể bị giết chết đâu. Đi đi. Anh ta biến mất, bỏ lại Hiểu Nguyệt giữa nhà hát vắng lặng. Về tới nhà thì cô gặp sư phụ đang đứng chờ ở đó. Sư phụ chỉ nói mỗi một câu. Bỏ đi con, sư phụ không muốn mất con. Hiểu Nguyệt thì úp mặt vào lòng sư phụ òa khóc, cô cảm thấy mình không còn tí sức lực nào nữa. Cuối cùng, cô cũng quyết định từ bỏ ý định giết Giang Ngạn Hoa. Dường như sự việc này dần trôi quên lãng, cô lại tiếp tục giúp sư phụ và sư huynh đi bắt ma cho người ta. Chỉ có điều là bây giờ cô không được vui vẻ như trước, ít cười, ít nói, chồng cô lúc nào cũng đăm chiêu. Một ngày nọ thì có hai người khách tới nhà, sư phụ vui ra mặt, vội sai Hiểu Nguyệt rót trà mời khách, rồi đi chợ mua đồ ăn ngon đãi khách. Mới bước ra cửa thì cô phát hiện mình quên không mang tiền liền quay lại lấy. Đi ngang qua cửa sổ phòng khách, cô nghe loáng thoáng tiếng sư phụ. Cảm ơn hai vị đã nhận lời xuống núi giúp đỡ. Không có gì, chúng ta không thể tiếp tục nương tay với loại ác ma đó mãi được.
không hiểu sao pháp thuật của hắn lại cao cường đến như vậy. Nghe người ta nói, trước khi chết hắn đã có bản lĩnh thần thông. Lẽ nào hắn là một dị nhân trời sinh? Đáng tiếc, nếu hắn còn sống thì có thể trở thành cao nhân một thời. Bây giờ nói gì cũng vô dụng mà thôi, hai vị chịu xuống núi giúp một tay là tốt lắm rồi. 10 năm trước, tôi đã từng thất bại từ tay của hắn. Bây giờ lịch sử lại tái diễn với đồ đệ nữ của tôi. Bản thân tôi cũng hoàn toàn không muốn cử hắn, bởi hắn chết cũng thật là thương tâm. Nhưng 7 ngày trước, lại có một cô gái chết trong nhà hát của hắn. Hắn đã cướp đoạt mạng sống của rất là nhiều người. Do vậy, tôi quyết định không thể để cho loại ác quỷ này tiếp tục hoành hành thêm nữa. Nếu không làm được việc này, tôi cũng không xứng là pháp sư nhỏ khà nữa. Long Hiểu Nguyệt quặn đầu, cô quay đầu đi luôn. Và Hiểu Nguyệt quay đi rồi, video này đến đây thì cũng đã hết rồi. Liệu là con ma Giang Ngạn Hoa kia có bị giết hay không? Cùng mình đón xem trong phần tiếp theo nhé. Còn về video này thì nếu thấy hay, hãy like và share nếu bạn thích. Và subscribe Đọc Kinh Dị nghe tức để đón xem những video mới nhất của mình. Chân anh cảm ơn anh em.